và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự nhiều lối mở cho doanh nghiệp phục hồi sau nghị quyết số 128. Trước tiên là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa mới cập nhật. Theo khảo sát thị trường tại thành phố Hưng Yên của phóng viên, nhiều mặt hàng tiêu dùng đang tăng giá, điển hình như dầu ăn Neptune chai 1 lít là 53.000 đồng, dầu ăn Simply 1 lít là 53.000 đồng một chai, dầu ăn Cái Lân 1 lít là 40.000 đồng một chai. So với trước đây, mỗi chai dầu ăn đều tăng thêm từ 3 đến 4.000 đồng một chai tùy loại. Mì tôm cũng là mặt hàng đang lên giá, tăng thêm từ 2 đến 3.000 đồng một thùng, như mì Hào Hào có giá bán lẻ là 105.000 đồng một thùng, Ba Miền là 100.000 đồng một thùng, Cocomi là 80.000 đồng một thùng, Omachi là 200.000 đồng một thùng. Ngoài ra, các mặt hàng khác như nước mắm, mì chính, bột canh cũng tăng nhẹ. Đợt lạnh đầu tiên trong năm 2021 đã về khiến cho thị trường quần áo mùa đông cũng sôi động sớm hơn. Hiện nay tại các cửa hàng thời trang, kiosk tại các chợ đã tấp nập người mua, đặc biệt sau khi hàng loạt các quy định giãn cách được nới lỏng. Ngoài các shop online thu hút người mua với các chiêu giảm giá combo nhiều sản phẩm, thì tại các cửa hàng bán trực tiếp, giá cả các mặt hàng quần áo mùa đông năm nay có xu hướng tăng hơn. Theo các chủ cửa hàng, việc nhập hàng khó khăn hơn trước, giá bán tăng khoảng từ 5 đến 10%. Cũng rơi vào tình trạng ế ẩm, các hãng và đại lý xe máy không còn cách nào khác để thu hút khách ngoài việc đưa ra những chương trình ưu đãi giảm giá hấp dẫn, song lượng khách vẫn thưa thớt. Ví dụ, hãng Yamaha giảm giá từ 2 đến 7 triệu đồng một xe tùy mẫu, tặng thêm áo, mũ, ba lô, khăn đa năng, băng tay. Hãng Suzuki hỗ trợ lệ phí trước bạ với mức 1 đến 5 triệu đồng, hỗ trợ phí đăng ký xe. Khách mua xe máy Honda được trả góp lãi suất 0%, tặng phí đăng ký xe đến 4 triệu đồng. Hãng Piaggio cũng tặng 4 triệu đồng phí đăng ký xe, hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất 0%. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã đưa ra những biện pháp phòng chống dịch áp dụng thống nhất trên toàn quốc, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhiều lối mở để phục hồi sản xuất kinh doanh. Sau đây là ghi nhận bước đầu tại một số doanh nghiệp ở thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ. Những ngày này, sau khi Nghị quyết 128 của Chính phủ được ban hành, không khí làm việc của công ty chuyên sản xuất chế biến nông sản xuất khẩu này đã khác hẳn. Thời điểm trước, do hàng xuất đi quá chậm nên công nhân cũng phải giảm bớt, chỉ khoảng hơn 40 người làm việc, nhưng thời điểm này đã khoảng 70 đến 80 công nhân làm việc liên tục. Và đặc biệt trong 3 ngày trở lại đây, công ty đã xuất được 10 công hàng sang Nga và Hungary. Trước đây thì nguyên liệu ra chậm hơn, ví dụ như là đi đến đâu phải tiếc đấy nó chậm hơn. Nhưng bây giờ thuận lợi hơn là ví dụ sáng có khi chở thì chiều tối ra nơi, đảm bảo sản xuất được. Hay là công thì trước thì chỉ thỉnh thoảng xuất được công thôi. Nhưng sau nghị định này thì chúng tôi đã xuất được chục công trong 3 ngày nay rồi. Tương tự, sau hơn một tuần Nghị quyết 128 được ban hành, người lao động của doanh nghiệp thương mại dịch vụ và vận tải chính thành đã được đi làm 6 ngày trên tuần thay vì 4 ngày trên tuần như trước đây. Đồng nghĩa với đó là các hoạt động kinh doanh của công ty đã có chiều hướng phục hồi tốt hơn, việc thông thương thuận lợi hơn nhiều. Còn với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành may, thì nghị quyết cũng giúp ổn định hơn về lao động khi nhiều lao động ngoại tỉnh đã có thể dễ dàng đến doanh nghiệp làm việc hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ sản xuất trong quý tư, tăng tốc để về đích năm 2021 và ổn định đời sống người lao động. Nghị quyết 128 thể hiện rõ tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, thống nhất một quan điểm chỉ đạo. Điều còn lại quan trọng là việc triển khai ở các địa phương. Đây là một cái sự thay đổi để kịp thời coi như là cứu vãn tình hình. 128 làm cho cái căng thẳng của những cái doanh nghiệp mà đang bị kìm hãm mấy tháng trời lới lỏng hơn, nhẹ nhàng hơn. Bây giờ một số tỉnh cũng đã bỏ các trạm chốt. Cùng với Nghị quyết 128 của Chính phủ thì kế hoạch 157 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên với một loạt các hoạt động được trở lại trong điều kiện đảm bảo quy định phòng chống dịch đã tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi. Nhưng điều quan trọng là các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tránh tâm lý chủ quan. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các ngân hàng tại chi nhánh Hưng Yên, Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại!